Nhưng mà cơ bản là Goza bữa nay là như kiểu là cây súng bị ghẻ lạnh nhất game thì phải. Có thể là như vậy, bởi vì là anh em thấy là toàn chơi AK hoặc là Ska, mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sụp sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay vẫn là cái bộ trang phục ông già Noel. Chúng ta sẽ cùng leo rank slow kiếm top nha mọi người. Đậu xanh này làm sao vậy? Quay hai đứa luôn cả. Làm sao vậy, hai đứa solo với nhau hả? Úi dồi ôi, tôi lại sợ công quá cơ cái đậu xanh này. Xong chưa anh em? Đơn giản thôi, như vậy là kẹo đã có được một mạng đầu tiên. Hết sức là dễ dàng luôn. Anh em nào mà thấy khó thì giơ tay lên coi nào. Và lời đầu tiên thì kẹo xin chúc tất cả anh em trên kênh của Sĩ Kẹo, chúc các bạn xem video vui vẻ, một ngày mới tốt lành nha mọi người. Ok luôn, hiện tại thì mình đang sở hữu hai cây súng, đó là một cây Goza với lại một cây P90 nữa. Hai cây này thì lấy top ok luôn. Nhưng mà cơ bản là Goza bữa nay là như kiểu là cây súng bị ghẻ lạnh nhất game thì phải. Có thể là như vậy, bởi vì là anh em thấy là toàn chơi AK hoặc là Ska. Nói thật là bây giờ rất ít anh em chơi cái cây súng Goza luôn anh em. Mặc dù là súng hiếm này, súng trong thính, nhưng mà hầu hết là các bạn đã có được skin của Ska hoặc là AK, nên là anh em rất ít chơi Goza luôn anh em ạ. Đấy, nó là một cái sự thật như vậy luôn. Trong khi trước đây Goza là một cây súng bắn cực kỳ là chuẩn xác, cực kỳ là ổn định luôn. Quay vãi cả trưởng này làm sao? Làm sao hả? Mày tính đùa với anh hả? Như vậy là kẹo đã có được mạng thứ hai rồi anh em ơi. Và mình thì cũng như vậy luôn, vứt luôn cây Goza để lấy luôn Ska chơi anh em. Cơ bản là mình có một cái skin Ska khá là mạnh, đó là Ska Titan luôn. Ở đây thì bao nhiêu anh em đã sở hữu cái skin Ska này thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video nha anh em. Đếm số lượng coi xem là có nhiều hay không nào mọi người. Một quả liệu chó này, hai quả liệu chó này. Chạy đâu hả em ơi? Mày tính chạy anh được hả? Cái đậu xanh này làm sao? Bây giờ chú muốn làm sao? Anh lại sợ chú quá cơ cái đậu xanh. Đây à? Mày chạy đâu hả em? Bây giờ anh xem là chú chạy qua phía nào được nhá. Nào, nghĩ gì hả? Chạy đâu hả? Thanh niên rơm rơm này. Ơ mình qua đây thì lại không thấy nó này. Ôi vãi trưởng. Cái bé này, nhanh tay nhanh chân thật luôn anh em ơi. Chẳng thấy nó đâu nữa cả. Chả hiểu sao luôn anh em. Lâu lâu gặp mấy thằng kiểu như là chạy nhanh như ninja vậy. Nào, chưa thấy nó anh em ơi. Thôi kệ đi, coi như là bỏ qua cho nó vậy. Qua đây lượm xác cái nhỉ anh em. Cái xác thằng này thì mình đã lượm hết mất tiêu rồi. Vậy thì cái xác này, chúng ta có thêm được đạn súng trượt này. Ui, có cả scope onyx luôn, rất là đã luôn anh em. Mình vừa vứt lộn cây Ska. Đấy, lại phải lượm lại thôi. Nhiều khi là kẹo lút đồ nhanh quá là lại vứt súng linh ba linh tinh anh em. Ui, vãi cả trưởng. Lại là nó phải không? Thề luôn cái thanh niên này. Chú thích cắn trộm phải không? Ok ok, hẳn là thích cắn trộm cả. Bây giờ là mình tìm cách là mình sẽ sơ nó luôn anh em. Lúc nãy mình đi tìm nó, mình săn nó thì nó lại không bắn. Nó lại đi thích cắn trộm này. Cái đậu xanh này thích cắn trộm này. Đủ. Đây bắn thủ dầu đã. Uầy phải trưởng. Cái này là mình là thịt anh em ơi. Bị mấy thằng cho nó bánh mì kẹp thịt rồi. Hỏng hết bánh kẹo. Qua đây. Làm sao em ơi? Đây à? Cái đậu xanh này làm sao? Mày làm sao hả? Mày làm sao? Bôi cao sẽ khỏi này. Vỡ đầu luôn. Hexock luôn. Úi dồi ôi. Tính nhảy bắn nhấp với kẹo á. Tuổi gì? Hả? Tuổi gì? Xong luôn anh em, 3 kill luôn. Ngọt sớt luôn anh em ơi. Thế là hiện tại tình hình là chỉ còn lại là 19 người chơi nữa mà thôi. Công nhận là anh em bắn nhau nhanh thật luôn đấy. Thề luôn. Mới vừa đi dạo sương sương cái, giờ này quay đi quay lại chả còn ai cả. 18 người chơi này. Anh em thấy chưa? Cơ bản là toàn thanh niên hổ báo trong cái trận đấu này mà thôi đấy. Anh em lại cứ thích hổ báo, lại cứ thích gọi là đi săn mạng cơ. Úi dồi ôi, thế này thì làm sao mà kẹo kiếm được nhiều kill đây mọi người. Chưa thấy ai cả. Lúc nãy là mình thấy là thấp thoáng ở phía này có người cơ mà. Giờ thì nó đã cao chạy xa banh rồi anh em. Hoặc là bị thanh niên nào hạ gục chẳng hạn. Uầy vãi trưởng, mỗi đạn súng lục. Tưởng hồng sắc có gì cơ anh em. Nghèo dã man. Chắc là cái thằng hạ gục nó rút hết đồ rồi.
Mình qua tầm này là hơi trễ, làm gì còn đồ nữa đâu mà loot hả mọi người. Let's go. Tiếp tục, ông già Noel sẽ đi phát quà nha anh em. Đến giờ phát quà rồi. Hình như là có một cái thằng lợn nào đó nó đang đi xe anh em. Cái lợn xanh này mới đi xe phải không nào? Xuống xe. Đấy, bảo rồi xuống xe không nghe cơ. Bây giờ xanh mộ rồi thì biết trách ai đây hả? Trách ai bây giờ? Trách mình đi xe ngu thôi chứ còn là trách ai bây giờ nữa hả bạn ơi? Uầy, thương bạn thế nhỉ? Ok, ngon lành canh đào. Combo như này là quá chuẩn rồi. Chúng ta có Ska, chúng ta có MP40 luôn. MP40 thì cầm vuốt tâm cứ phải gọi là đã dã man luôn anh em. Con Ska thì một cây súng ổn định, hầu như là mình vuốt tâm là mình khỏi cần bật ống ngắm luôn. Thế cho nó lẹ. Nào, lượn lờ qua đây xem như nào chưa anh em. Tầm này là chúng nó gần kill nhau hết mất tiêu rồi, trong khi kẹo mới chỉ có được 4 kill. Thế luôn, cảm giác đi săn mạng thôi mà cũng khó khăn dã man luôn mọi người. Mình sẽ qua phía này coi. Chắc là ăn tạm cái đấm đi anh em. Ăn nốt cái này. Ơ, nó mới gần full FP thôi anh em ơi. 197 trên 200 FP. Mình tưởng là full rồi cơ anh em ơi. Thì ra là vẫn chưa full cơ. Chán ghê vậy. Nào, qua phía này mọi người. Ăn đủ. Phía trước mặt có bóng keo kìa. Ơ, vãi trưởng có người này. Ơ, vãi trưởng này. Chạy đâu Hải ơi, có người này. Làm sao vậy hả? Nào, anh xem là chú chạy đi đâu nổi nha. Chạy qua luôn anh em ơi, vả nó, xử nó. Mày dựng bông keo này hay lắm em ơi. Được, đúng là con trai của ta. Đậu xanh này dựng bông keo nhanh vậy nhỉ. Mày không thoát được đâu con trai. Đậu xanh này làm sao? Muốn cái gì? Hay là chú thích ăn đậu đỏ này xong chưa? Ăn đậu đỏ này xong chưa? 5 kill rồi. Ui dồi ôi, quá đã luôn phải không nào? Nếu như mấy anh em xem video, thấy video của kẹo hay, đừng tiếc một like cho video và nhớ là chia sẻ video nha mọi người. À, cũng như là anh em nào mà mới xem kênh của Sĩ Kẹo, chưa đăng ký thì đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo khi mình đăng video sớm nhất nha mọi người. Ok ok ok. Tình hình là tầm này là có hai quả bóng keo. Thế này thì không lo bị chúng nó bắn bất ngờ rồi anh em ơi. Có gì bị bắn bất ngờ dựng luôn quả bóng keo lên. Đấy, chứ còn là sao phải ngại nào. Lên trên này và lại có thính nữa hả? Anh em ơi, xem là thính có gì không nào. Đấy rồi, qua luôn anh em nhờ. Ơ, vãi trưởng này, có người này. Ấy, căng rồi nha, căng rồi nha. Chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả em ơi. Xong chưa, 6 kill luôn. Ok luôn, một cái giáp 3 mới tanh luôn anh em ơi. Chưa có ai xài luôn nha. Cứ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em nhờ. Đây, ui, tính qua lượm xác nó nhưng mà bo nó thu lại rồi anh em ơi. Nên có lẽ là chắc là thôi. Thôi anh em ơi chạy bo. Ham hố gì. Dù gì thì mình cũng đang nhiều đồ phết rồi anh em ơi. Nên là ra ngoài đó lại tốn thêm tí máu thì chắc là không. Không nên anh em. Nào, phía này. Ơ vãi trưởng, ơ vãi trưởng. Đừng, đừng anh ơi em sợ. Anh ơi, sao anh lại bắn em bất ngờ thế em sợ. Vãi cả lúa luôn anh em. Thằng bé ngay cái phía hòm thính kia thì phải. Thôi, nè nè nó ra anh em ơi. Cơ bản là kẹo muốn sống dai, không muốn giao tranh vào cái lúc này đâu anh em ơi. Nè nè nó ra mà chạy thôi. Bởi vì là bo nó lại sắp thu lại rồi anh em. Mà chạy đường kia, đường chính diện thì khả năng cao bị nó bắn cho sấp mặt. Thế nên là chạy cái đường này thôi anh em ơi. Đấy, quan trọng là ở cái đầu. Thi thoảng anh em di chuyển là phải tính toán IQ. Đó, anh em công nhận là có đúng không nhở? Ui, gì vậy? Lại vừa bắn nhau xong rồi, còn lại hai đứa. Ây, tình hình kiểu này là phải tránh mấy cái đứa gọi là bánh mì kẹp thịt anh em. Tức là anh em chạy cẩn thận xíu đấy. Chạy phải có mấy cái vật cản cơ. Ơ, hòm xác à? Tôi cứ tưởng là có người. Tưởng là cái đầu thằng nào đang lóe lên để bắn vỡ đầu nó luôn nhở. Anh em công nhận không? Rồi, qua đây cái coi xem như nào chứ nhở. Còn lại có hai thằng mà chưa tìm ra được thằng nào. Pha này là hơi bị khoai rồi nhở. Hello. Thế là các bạn đang trốn ở đâu cả rồi. Lô lô. À đây, à đây, à đây. À đây. Úi dồi, làm sao, làm sao. Ui, thằng bé dựng bong keo nhanh thế hả em. Ây, kinh thật. Còn lại xong mấy máu này. Vãi lúa. A đù. Ui, phóng liệu cả. Phóng liệu này cho nó quả liệu xuống anh em. Chạy đi mày. Ây, nó không kịp chạy luôn. Xong anh em, ngon lành nhỉ.
còn một thằng nữa. Tầm này là 1v1 rồi anh em ơi. Solo với thằng cuối này. Đâu? Thế là thằng cuối đang ở đâu? Nào, bây giờ là chú núp ở chỗ nào rồi hả? Tại sao mà anh lại chưa thấy chú luôn vậy? Ở cái đậu xanh chứ. Nó trốn được rồi. Nhanh, em nổ anh cái địa chỉ. Tại sao vậy nhở? Nó tính đùa với kẹo chắc. Đâu, thằng cuối đâu? Bo thì nhỏ như này rồi. À kia, ở dưới à? Coi anh chụp cái đầu nha em ơi. Coi anh chụp cái đầu nha em ơi. À, nó đã kịp chạy vào trong rồi. Hay lắm. Hay, công nhận hay. Ăn liệu đạn đi em ơi. Ăn liệu đi em, làm sao? Tầm này là kẹo, không có bóng kẹo nữa. Đây là hơi bị khoai nha anh em. Xong pha qua xử nó luôn này. Mày làm sao? Làm sao? Yes, 8 kill, top 1 anh em. Bây giờ thì kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.